khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Gỡ khó trong phát triển đảng viên. Chung tay chăm lo sức khỏe cho bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17h30 ngày 2 tháng 4, thiệt hại do mưa lũ bất thường tại miền Trung làm 2 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương nhẹ, làm sập 2 ngôi nhà, 47 nhà tốc mái, 229 ghe thuyền, hơn 2.400 lồng bè bị chìm, 6 điểm sạt lở giao thông và hơn 91.600 ha lúa hoa màu bị thiệt hại. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương tranh thủ khắc phục sớm nhất, nhanh nhất thiệt hại, hỗ trợ ngay cho người bị thiệt hại ổn định cuộc sống, có chính sách giúp dân tái sản xuất, hỗ trợ người dân về lương thực để không hộ nào thiếu đói, huy động lực lượng giúp dân vệ sinh môi trường, khôi phục nhà ở bị tốc mái, ngập lụt, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hằng Hiệp dẫn đầu đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục những thiệt hại do mưa, gió lốc tại Phú Yên. Đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, thăm hỏi động viên gia đình các hộ dân có người tử vong, thiệt hại tài sản do sóng biển, gió lốc. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, đợt mưa lớn kèm theo gió lốc trong những ngày vừa qua là hiện tượng thời tiết dị thường. Ngoài ảnh hưởng của thiên tai, việc nuôi tôm chưa tuân thủ quy hoạch, các lồng nuôi ở mức độ quá dày, khi gió xoáy các lồng sẽ va chạm vào nhau gây nhiều thiệt hại. Bên cạnh đó, người dân vẫn chưa nắm rõ được các thông tin cảnh báo. Do vậy sắp tới, công tác cảnh báo phải làm rõ được đường đi của gió, có hiện tượng gió xoáy, lốc hay không. Ngoài ra chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin. Trước mắt, cần khẩn trương khắc phục nhanh nhất thiệt hại, hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Sau đợt rét nắng bân đang diễn ra, dự báo tối ngày 5 tháng 4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nửa đầu tháng 4 năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, miền Bắc đang ở cuối mùa đông, các đợt không khí lạnh chỉ gây lạnh hoặc rét trong thời đoạn ngắn, nhưng thường tạo ra sự tranh chấp giữa hai khối không khí có bản chất trái chiều, gây ra độ bất ổn định lớn trong bầu khí quyển. Vì vậy, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, học sinh Hà Nội được nghỉ 2 ngày, còn dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Thời gian nghỉ lễ, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, trường học theo quy định, thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố, duy trì công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của thành phố và của ngành. Các nhà trường cần tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng. Từ năm 2022, học phí của các cơ sở giáo dục đại học sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định tại nghị định mới của Chính phủ về thu chi học phí. Theo Nghị định 81, từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự chủ được quy định theo từng khối ngành với mức từ 1,2 đến 3,5 triệu đồng một tháng. So với năm học 2021-2022, thì mức học phí năm học 2022-2023 tăng vọt. Đặc biệt, khối ngành y dược tăng 71,3%, các khối ngành còn lại hầu hết đều tăng hơn 20% đến gần 30%. Các năm học tiếp theo, lộ trình tăng học phí cũng được quy định rõ trong Nghị định 81 để người học có cơ sở theo dõi, cân nhắc lựa chọn ngành nghề cho phù hợp. Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hiện tổng lượng xe chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc ở các cửa khẩu là khoảng 1.400 xe, trong đó có hơn 1.100 xe chở các mặt hàng rau quả. Cụ thể, tại cửa khẩu Phụ Tân Thanh có 1.196 xe chở thông quan xuất khẩu, trong đó có 1.101 xe chở mặt hàng rau quả. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổng lượng xe nằm chờ thông quan xuất khẩu là 203 xe. Việc thông quan hàng hóa, nhất là với mặt hàng trái cây sang Trung Quốc gặp khó khăn, đã khiến lũy kế xuất khẩu rau quả Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đạt khoảng 850 triệu đô la Mỹ, giảm 12% so với cùng kỳ.
Tiếp nối thành công từ năm 2019, sau hơn 2 năm trì hoãn do đại dịch COVID-19, triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam VIAE 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới đây tại Hà Nội. Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam 2022 sẽ thúc đẩy sự giao thương trở lại của hàng không Việt Nam với ngành hàng không toàn cầu, đồng thời góp phần gắn kết hợp tác kinh doanh, mở ra cơ hội phục hồi thời kỳ sau đại dịch. Với chủ đề phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng, triển lãm sẽ là nơi hội tụ các chuyên gia, các hãng hàng không, nhà sản xuất hàng đầu trong và ngoài nước để giao lưu, trao đổi, chia sẻ các cơ hội phát triển mới, sáng kiến mới, hiện trạng hàng không hậu COVID-19. Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp hàng không trong nước và ngoài nước, trong đó có tên tuổi lớn như Boeing Mỹ. Gần 20 hoạt động kết nối ngành vận tải hàng không và mạng lưới bay sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022 vào tháng 6 tới tại Đà Nẵng. Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ các hãng hàng không khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ, các sân bay, các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không và các lữ hành quốc tế. 19 hoạt động chính và bên lề sẽ được tổ chức, trong đó có triển lãm về du lịch, hàng không châu Á, chương trình gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp với hơn 500 cuộc gặp giữa các đối tác của diễn đàn, các hội nghị, hội thảo về khôi phục hàng không, phát triển dịch vụ hàng không trong giai đoạn bình thường mới, Diễn đàn Đà Nẵng, điểm đến tiềm năng của châu Á. Phát triển đảng là chỉ tiêu duy nhất Đảng bộ tỉnh Hòa Bình không thể hoàn thành trong nhiệm kỳ vừa qua. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 này, Đảng bộ tỉnh đang dồn sức để gỡ khó cho bài toán phát triển đảng viên. Đến nay, một số kết quả bước đầu đã cho thấy có sự chuyển biến và trở thành dấu son khởi đầu nhiệm kỳ mới. Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công việc của người ăn cơm nhà vác tủ và hàng tổng như anh Lục, tổ trưởng tổ dân phố số 15 lại càng thêm bận rộn. Tâm huyết, trách nhiệm và tận tình với công việc chung, anh luôn được bà con tín nhiệm, tin yêu. Anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa. Thông qua công việc này thì tôi cũng thấy rằng là đứng trong cái hàng ngũ của đảng thì đây là một cái điều kiện rất là tốt để những người trẻ như tôi phấn đấu trong công việc của chính quyền địa phương. Chủ trương về phát triển đảng viên là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của tỉnh ủy Hòa Bình, đáp ứng yêu cầu trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, uy tín, tạo nguồn nhân lực đảm đương nhiệm vụ ở địa bàn dân cư. Đến nay, tỷ lệ tổ trưởng dân phố và trưởng thôn là đảng viên ở Hòa Bình chiếm 82%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp ủy chi bộ là quan tâm, tin tưởng, lựa chọn và giao việc. Và những cái nhân tố này thì đều được đảng ủy phường rất quan tâm, bồi dưỡng và đã kết nạp được vào đảng. Và đặc biệt là thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã kết nạp được một số đảng viên là tổ trưởng dân phố và quần chúng hết sức ưu tú, hiện nay đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2021, chỉ tiêu kết nạp đảng của toàn tỉnh Hòa Bình đã vượt kế hoạch đề ra. Những bước đi trọng tâm, đúng hướng đang dần phát huy hiệu quả, gỡ khó cho bài toán phát triển đảng viên. Trước khi xây dựng cái kế hoạch phát triển đảng viên thì đều có cái khảo sát cái số lượng nguồn, số lượng đã được bồi dưỡng kết nạp đảng và cái số lượng dự kiến kết nạp đảng, trên cơ sở đó thì đều mà có cái giao chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy là tăng cường cái việc mà giáo dục bồi dưỡng cũng như là giúp đỡ cho quần chúng để từ đó thì mà có thể kết nạp được cái số lượng đảng viên theo đảm bảo cái kế hoạch nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái chất lượng. Từ một địa phương không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng ở nhiệm kỳ trước, đến nay Hòa Bình đã đạt được những kết quả bước đầu, không chỉ gỡ khó cho bài toán tạo nguồn phát triển đảng viên, mà còn tạo dấu son trong khởi đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày hôm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức khám chữa bệnh từ thiện cho cộng đồng người gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Lắc Đéc, tỉnh Can Đan, Vương quốc Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin. Phát biểu tại buổi khám chữa bệnh cho bà con, bác sĩ Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cho biết, do điều kiện khó khăn nên bà con nơi đây không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế.
Vì vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã phối kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho bà con, cũng như phát các phiếu y tế giảm giá miễn phí nhằm hỗ trợ những trường hợp khó khăn cần đến khám hoặc điều trị lâu dài tại bệnh viện. Đoàn thiện nguyện của Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh gồm 36 y bác sĩ đã đến tận nơi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 700 bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lắc Đét, tỉnh Con Đa, Vương quốc Campuchia. Tôi đánh giá chương trình này rất hay và có ý nghĩa sâu sắc. Chương trình đã hỗ trợ các hộ gia đình gốc Việt và bà con Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như cả gia đình. Tôi cũng coi hoạt động này là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Đây cũng là một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Những cơn sóng lớn đã đổ ập vào bãi biển nổi tiếng Bondi của Australia trong ngày hôm qua, khiến những bờ cát trải dài bị nhấn chìm dưới những cơn sóng. Những hình ảnh ghi lại cho thấy những con sóng cao đã tràn qua bãi biển Bondi và cả các bãi đỗ xe ở đầu phía bắc của bãi biển. Thủy triều dâng cao với những cột sóng lên tới 5 mét cũng đã ập xuống nhiều ngôi nhà, khiến người dân phải bỏ chạy. Cục khí tượng Australia cảnh báo nguy cơ gió giật lên tới 100 km/h và ban hành cảnh báo nguy hiểm đối với hoạt động lướt sóng trong cuối tuần này. Những cơn sóng lớn trên xảy ra trong bối cảnh khu vực miền đông Australia phải hứng chịu tình hình thời tiết khắc nghiệt nhiều tuần qua, được cho là hệ quả của biến đổi khí hậu và hình thái thời tiết La Nina kéo dài. Các khu chợ ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày hôm qua đã tấp nập người mua sắm tích trữ, chuẩn bị cho các bữa tối xả chay iftar đầu tiên trong tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị của người dân địa phương. Phần lớn những người đến chợ mua sắm đều cho biết giá cả đã tăng chóng mặt, nhiều người thậm chí đã phải ra về tay trắng. Giá cả tăng chóng mặt và tình hình kinh tế của mọi người khá khó khăn, mọi người đến chợ để mua nhu yếu phẩm nhưng giá cao ngất ngưởng, nhiều người đã phải ra về tay trắng. Năm nay là năm đầu tiên người dân Afghanistan đón tháng lễ Ramadan với nhiều khác biệt khi Taliban lên nắm quyền từ cuối năm ngoái, khiến nền kinh tế của quốc gia này rơi vào khủng hoảng. Sự khác biệt giữa tháng Ramadan năm nay và trước đây, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng so với mọi năm, sự mong đợi đã giảm, mọi người cũng chuẩn bị ít hơn cho tháng lễ này. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế trước đó đã mô tả tình hình ở Afghanistan là thảm khốc khi người dân phải bán các đồ đạc trong nhà để mua thức ăn. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, kết hợp với rìa Tây Nam lấy áp cao lạnh lục địa, nên từ đêm nay mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Và sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 3 tháng 4 năm 2022, phía đông bắc bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi thấp nhất từ 12 đến 14 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía tây bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, riêng khu vực tây bắc có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ.